Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào, lại kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chòe than, chào màu chích chòe. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu đến các bác hai cái mẫu để bẫy các bác bẫy chòe. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua qua về cái phương thức giao dịch bên em nhé. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em luôn luôn là giao hàng tận nhà, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhé. Thì đầu tiên như bác thấy trên hình đây là một cái mẫu lồng bẫy chòe than hai mặt rồi nhé. Đây là form Sài Gòn. Đấy, mẫu này thì bên em vẫn đang bán với giá hợp túi tiền cho anh em, giá là 550.000 đồng anh em nhá. 550.000 đồng bao ship tận nhà cho anh em rồi. Và tặng các bác một cái cống ăn, cống nước và một cái áo lồng anh em nhá. Đấy, khuyến mại đi theo kèm đầy đủ cho anh em. Giá là hơn 500.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Form Sài Gòn. Chất liệu 100% bằng inox anh em nhá. Có cả cầu tử này và tất cả những lưới là lưới đan tay nhá. Đấy. Cầu tử của nó là cầu tử cây rừng. Đấy, rất là đẹp. Và quấn đồng nhá, những cái chỗ chủ chốt này là quấn đồng. Đấy, rất là bền đẹp anh em nhá. Và nhẹ, siêu nhạy luôn. Anh em bẫy chòe than thì đảm bảo rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, siêu nhạy cho anh em. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu mẹt bẫy chòe than hai mặt bằng inox anh em nhá. Đây, mẫu này thì các bác có thể đặt dưới đất được mà đặt treo cây được. Đấy, mẫu này thì bên em đặt thợ làm nên là hàng chuẩn xịn, form chuẩn nhá. Giá là 550.000 đồng anh em nhá, bao ship tận nhà cho anh em rồi. Chất liệu cũng là 100% bằng inox, bên em đã sơn tĩnh điện màu đen anh em nhá. Và cơ bản thì cái lưới này bên em cũng lưới đan tay anh nhá, lưới đan tay. Mẫu này thì anh em có thể đặt dưới đất được mà bẫy trên cây cũng được anh em nhá, hiệu quả rất là cao. Về cơ bản thì cái này gài đánh rất là nhạy nhá. Đấy, các bác có thể đánh chim giả, chim mồi hay là các bác bằng đánh bằng mối ăn anh em nhé, thì đánh bằng sâu thì đánh rất là hiệu quả anh em nhé. Đấy, các bác kiếm một cái tấm mây ở dưới này, còn các bác để sâu vào trong cái cầu tử này nhé, là nó sẽ vào, nó động vào cái cầu tử này sẽ bật xuống anh em nhé, là các chim sẽ dính rồi nha. Đấy, về cái cầu tử này thì bên em thiết kế cái ống nhựa màu đen anh em nhé, ống nhựa và sơn màu đen luôn. Bên này mỗi một mặt này thì biết em thiết kế cho bác là hai cầu tử, hai lò xo. Đấy, đường kính của nó rơi vào khoảng 40 nhá, 40. Đấy, vuông 40. Nên là mẫu này thì anh em sử dụng bẫy chòe than trào màu, oanh được cổ đỏ được hay là những con khiếu được anh em nhá. Đấy, giá bên em vẫn đang bán với giá là 550 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Ngoài cung cấp những cái mẫu mẹt bẫy chòe than hay lồng bẫy chòe than này thì bên em còn bán rất nhiều mẫu sản phẩm khác như là loa đài điều khiển từ xa hay là phụ kiện để anh em đi bẫy rừng, quần áo ngụy trang đều có hết anh em nhé. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác ạ.